Chào mừng các bạn đến với chuỗi video hướng dẫn sử dụng của Trung tâm Trợ giúp Sapo. Xin chào các bạn. Sau khi nhập hàng từ nhà cung cấp, có thể do hàng hóa bị hỏng lỗi hoặc do bạn nhập nhầm vào phần mềm, bạn có thể thao tác trả lại hàng cho nhà cung cấp. Lúc này, sản phẩm trong kho sẽ giảm xuống và công nợ của nhà cung cấp cũng được giảm trừ. Trong video này, Sapo sẽ hướng dẫn các bạn thao tác tạo đơn trả hàng nhập trong phần mềm quản lý bán hàng Sapo. Đầu tiên, bạn vào mục Sản phẩm, chọn Nhập hàng, chọn phiếu nhập mà bạn muốn trả lại hàng. Lưu ý, chỉ những phiếu nhập đã nhập kho thì mới thao tác hoàn trả được. Tại chi tiết đơn nhập, chọn ô xuất trả. Hệ thống chuyển sang giao diện trả hàng cho đơn nhập, bạn chọn sản phẩm muốn trả và bỏ tích chọn những sản phẩm mà bạn không trả lại nhà cung cấp. Có thể trả một phần hoặc trả toàn bộ đơn hàng. Sau đó chọn lưu. Thêm mới đơn trả hàng thành công. Tiếp theo, bạn chọn xuất trả hàng cho nhà cung cấp. Hàng sẽ được trừ khỏi hệ thống của bạn và giá trị hàng tồn kho giảm xuống. Bạn nhận hoàn tiền trả lại từ nhà cung cấp. Bạn có thể chọn nhận tiền một phần hoặc nhận toàn bộ. Sau khi hoàn tất các thao tác, bạn vào mục trả hàng. Đơn trả hàng vừa thêm mới sẽ hiển thị đầu tiên trong danh sách đơn trả hàng. Trên giao diện phần đơn trả hàng của nhà cung cấp sẽ hiển thị toàn bộ danh sách đơn trả hàng kèm trạng thái đã trả hàng hoặc đang trả hàng. Ô tròn màu trắng là chưa nhận hoàn tiền từ nhà cung cấp và màu đen là đã nhận hoàn tiền. Như vậy là Sapo đã hướng dẫn các bạn thêm mới phiếu trả hàng nhập trên phần mềm quản lý bán hàng Sapo. Mọi thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tổng đài 19006750 hoặc cổng trợ giúp support.sapo.vn để được hỗ trợ. Chúc các bạn thành công và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại!